thì hôm nay cũng có một cái nhân viên thì con cũng gặp lại chú bảy á thì như mọi khi á, thì có một cái vị khán giả hỏi như thế này này chú bảy ơi thì trong những cái cuộc hành trình á mà đi lễ á, thì có nhiều cái căn và nhiều cái cái người mà người ta cứ đi vòng vòng cũng như vậy hoài đó thì đi như vậy á, thì có được giải thoát không mong mọi chú bảy giao viên cho mọi người chú bảy Nam mô Bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô di đà phật lễ phép kính chào toàn thể quý ông bà cô bác và anh chị em đang xem màn ảnh nhỏ kính mến hôm nay cũng nhân dịp anh em huynh đệ gặp nhau tôi cũng mộ mò muốn nói lên đôi điều để mong mong rằng quý ông bà cô bác quan hỷ để mà cùng nhau mình chia sẻ để nhiều dắt nhau để đi về con đường chánh đẳng chánh giá thì à, qua cái câu hỏi của em á, <laughs> là hỏi rằng cái hành căng mà đi vòng vòng á được cuối cùng có được giải thoát không à, tại vì quý vị không hiểu với tôi thì à, đoàn hành căng tôi đang dẫn tất cả những người hành căn để về xả căng để hiệp căng để trở về chân như sống đời thượng thánh đức hôm nay á có người nhiều người người ta rất là kỵ rất là ghét cái sự hành căn nhưng rồi đây trong năm nay quý vị sẽ biết trong thân mình là như thế nào có nhiều người bị mười mấy hai mươi năm nay bị căng nhưng mà mình chưa từng biết mình bị căng luôn cứ đi bác sĩ nó ăn tiền cứ lợi khám là không có bệnh nó nhức đầu rồi nó ngăn ngăn ngực nó nặng dai rồi nó đau cái chân rồi cứ đi mãi lại thầy này thầy kia nói đủ thứ nhưng gốc cuộc rồi về nhà nó vẫn cứ đau cứ hết thầy này qua thầy khác rồi tiền bạc không biết là đổ ra bao nhiêu hôm nay á nhân dịp gặp tôi thì tôi mới dìu dắt anh em huynh đệ hành căn tôi hài ra tất cả những sự việc ở trong thân tại vì sao mà mình lại bị như thế Tức là cửa quyền mình nhiều đời Làm thầy Mà mình chưa từng biết Hôm nay á Cái ấn nó đang nằm trong thân của mình Thì cơ binh Cũng phải theo để bảo vệ cái ấn này Và nếu như Cái cơ binh mà Bùa đó, làm thầy đó Nó giống như con dao hai lưỡi của gì ạ Nếu như Anh làm cho người ta sai tôi làm bất cứ việc gì tôi cũng làm nhưng về phải cúng cho tôi ăn. Thì được. Anh không cúng. Thì tôi làm anh luôn. Cho nên người người con cháu mà bị à, cơ binh của cửa quyền mà làm thầy đó. Thì về hành nếu mà người ta không tin đó là người ta sẽ đi đá cùi bắp luôn đó quý vị tức là mình không biết gì quan gia trái chủ đây là gọi quan gia trái chủ nó về nó chiếm cái thân luôn đi ngoài đường không biết đường về nhà rồi không mặc áo quần không ăn cơm nước mình mẩy dơ giấy quẳng cứ đi không biết đi đâu về đâu và không biết mình là ai luôn tôi rất là thương tâm cho mấy người này nhưng mà họ đâu có biết vô cái cái trại tâm thần quý vị ơi trùng trùng điệp điệp trong trọng nhưng mà làm sao? Làm sao tôi cứu hết khi người ta đã uống rượu phạt. Khi mình mới bị thì có nhiều thầy người ta soi, người ta coi mình, người ta nói cử quyền ông làm thầy, ông hãy nên cúng kiến đi mà để trở về để mà làm thầy đi. Thì ông sẽ hết nhưng đâu có tin. Gốc cuộc rồi tới uống rượu phạt rồi mới kêu tôi, tôi đâu có thể cứu được quý vị. Tức là hôm đó có hai cha con đó đi về tới nhà tôi thì ổng bị phạt là hai cái tay của ổng nó bị sụi lơ vậy nè muốn 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 đỡ cái tay này thì phải phải nương cái tay này đỡ tay kia lên chứ không thể dở nổi còn cái chân đi bại bại tức là phải có một người kế bên, để nương tựa rồi như vậy thì nó còn cái gì nữa để mà mà chỉ dẫn mà nói thì ổng đâu có nghe ổng muốn à, làm sao cho nó hết để tôi trở về tôi tôi làm ăn thôi chứ không có phải mà làm cho hết để mà tôi về tôi gắng tu để tôi cứu giấc cử quyền biết bao nhiêu là cái vấn đề đưa đến cho tôi và tôi nói nếu mà cái cái chân lý mà anh em nghe được thì anh em tự hành và nó tự hết còn anh em không nghe là tùy duyên thôi tôi rất là đau xót nhưng đâu phải ai cũng nghe mình quý vị à, nó khổ lắm người đó nó thuận duyên với mình có duyên sâu với mình là cử quyền họ đang nó đi bên trăm quan thì cử quyền triệt họ để đến với mình tức là nó có nhân duyên thì họ không cản được còn nếu mà cử quyền họ đi bên sai không á bùa không á thì họ không có không thích là gần tôi những lời nói của tôi họ nghe rất là sốc bây giờ tôi sẽ kể qua cái chỗ em hỏi nè dạ. tức là họ bị hành căng trước hết là cái nghiệp về nè một giai thần hổ về nè giai tiên về nè giai chăm quan về nè giai cử quyền về rất là nhiều giai nhưng tôi sẽ nói tới cái thời kỳ ngũ chi hiệp nhất Tức là tam giáo nguyên nguyên Rồi ngũ chi hiệp nhất Tức là từ giai người nè Rồi lên giai thần nè Là thần hổ đồ về đó Rồi lên giai tiên nè Rồi lên uh, giai uh, thánh là giai bồ tát nè Rồi giai Phật là năm giai Gọi là ngũ chi hiệp nhất Nhưng mình khi mà mình về á Mình trình trầu để làm gì quý vị? Để sinh lực Mà quý vị chặn ngang là nó nghẹt biển, nó mệt và quý vị cứ để tự nhiên cho người ta ra trình trầu người ta thét lên cho lớn để người ta giải trượt trong thân bởi vì trượt nó đang đeo bám mình những con vật nó đeo bám trong thân nè ra quánh ông gồng cái tay cũng đưa ra gì để cho nó văng cái trượt ra để cho thân mình nó được thanh thì ông làm nhiều lần như vậy thì à, do nơi cái công tu tập của người ta nó mới được cái quay thần này à, rồi cái quay thần người ta đạt được rồi bắt đầu người ta tới cái giai tiên về nếu người ta có giai kiếp xưa người ta đạt người ta hiệp về hiệp về tới người ta về tới giai bồ tát hạnh thì người ta nếu mà nữ thì được mẹ về nếu tiền kiếp xưa từ mẹ chiết thân ra thì hôm nay mẹ sẵn hiện về nhận được kim thân thì họ sẽ được về phụng thì lúc này họ sẽ nắm cơ trời bị vì mẹ mẹ là hiểu được cơ trời mẹ ẩn hiện cho biết ngày mai này con đi đâu con làm gì và người đó đối với mình đúng hay sai và người đó là nhiệm vụ gì cho nên mẹ tiết lộ tự nhiên người này ngồi vậy mà người này biết được người kia hết quý vị thấy nó quyền diệu và màu nhiệm không có phải họ là một vị phật đang tái thế không đấy nhưng mà có ai biết được đâu còn người nam á thì điển của cha về là gồng về tướng tinh của mình là gồng còn bên kia tướng tinh là phụng và phụng với gồng á là ở trong vô vi người ta mới hiệp cùng nhau ta đi xây một cái cơ trời này người ta bay ra khỏi cái quả địa cầu này cái quả địa cầu này nó tròn như cái quả banh như quý vị nhưng mà ở trên cái đỉnh nó sẽ có một cái lỗ hỏng và mình sẽ bay ra khỏi đó bằng cách là mình tu mình buông bỏ tất cả từ vô cực mà mình ra lưỡng nghi thái cực tam tài tứ tượng ngũ hành bát quái rồi nó nhất thù nó quy ra dạng bổn là nó muôn dạng kiếp mình đi từ đời bạn cổ sơ khai đến giờ nhưng hôm nay mình phải buông bỏ hết mình trở về từ vô di là tự giờ đang hiệp đó là vô di gọi là ngũ chi hiệp nhất đó còn sát hữu mình sao mình phải tu thân tâm mình buông bỏ dòng đời buông bỏ hết để trở về nữa mình hiệp cùng cử quyền mình nữa thì mình sẽ được tướng tin mình về cha về tức là cái người này đạt rồi thì người ta luôn luôn lúc nào trong thân tâm người ta cũng thể hiện cái tánh từ bi và cái tánh thường lương vẻ mặt vui tươi vậy mới đáng tín đồ phật giáo Đấy, thầy đã giới thiệu như vậy nếu ai được như vậy thì người này đã đạt đạo đó, Nói đơn gọn cho quý vị biết Còn quý vị chê căng thì quý vị một ngày nào đó quý vị sẽ biết Có một dịp nọ tôi đi về và cử quyền về thang tôi thế này Bởi vì tôi hồi đó cũng thắc mắc Tôi rất là hỏi những cái câu chuyện mà trong bề vũ di ấy. Bây giờ cử quyền về mà bây giờ cái người đó người ta không chịu vô di rồi bây giờ mình phải làm sao Người ta cấm kỵ trong thân Người ta không có muốn ai lên hay xuống cái chân á Rồi người ta có thể tránh con đường đó được không người ta hỏi những câu thế đó Rồi vô di mới hỏi ngược lại với mình Tôi là cử quyền Của người đó Và kiếp xưa của người đó Tôi về để tôi trợ duyên với người đó Để hiểu biết được trong vô di Tôi ẩn hiện để tôi chỉ dẫn Mà bây giờ nó chê tôi rồi Ai là cái người dẫn nó về Bây giờ nó chê mình hoài rồi quý vị có về dẫn nó không? Nó coi mình không ra gì nó mới nói mình là ma, mình là quỷ rồi mình hiệp vô nó không chịu rồi quý vị làm sao dẫn nó được? Thì thôi mọi sự cái tùy duyên nó muốn đi đâu nó đi và nó về đâu nó về. Cử quyền rất là đau buồn khi cái người mà phỉ bán cử quyền mình. Thấy không? Cho nên là cái này tùy duyên của mọi người thôi chứ còn Tôi không làm sao nói hết Còn nói về hành căn mà quý vị ém là quý vị sai rồi Cử quyền mình muốn dẫn cho mình tốt Chứ không phải cử quyền muốn hại mình Nhưng mà trong thân mình đau là do nơi quan gia trái chủ Còn cử quyền thương mình vô cùng Tôi hỏi chứ cái kiếp xưa là mình Cử quyền mình là mình Rồi bây giờ mình về hại mình sao Quý vị suy nghĩ cho kỹ coi Mình có bao giờ hại mình không Mình thương mình vô cùng về để mình dẫn cái sát hữu này về Nó gắn tu đi gắn buông bỏ đi để ta về ta hiệp với ngươi đấy cũng như câu chuyện của, của à, ngũ tổ đó hay là tổ sư đặt ma đó à quý vị thấy khi mà ông thấy kiếp xưa về thì à, ngài mới hỏi ông lại ta là ngươi và ngươi là ta thì nói như vậy đó cho quý vị biết nó có chứng minh có sách sử để ghi lại cho quý vị biết rằng người xưa cử quyền mình chính là mình rồi chứng minh đôi câu vậy thôi để trả lời cho em dạ. biết và em tiếp tục để hỏi câu khác để diêu duyên với nguyên bạc của bác và anh chị em dạ thì từ khi mà xuất hiện cái bước chân của ngài sư minh tại thì có phải đây là cái cơ trời mà để hiện ra cho ngài minh tại cho những cái người người ta thấy ngài hoặc là do tiên thánh thành Phật hiện ra để uh, cho mọi người tỉnh ngộ hơn chúng. đúng rồi em hỏi rất là hay đây uh, là cái cơ thiên định em ạ. cho nên uh, không có làm sao mình 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 có thể ngăn chặn bước đi của ngài được và tôi mong ước rằng quý ông bà cô bác và anh chị em nào được gần gũi thì hãy nên trợ giúp cho ngài thì các ngài được công đức vô biên và các ngài nào mà chê trách thì ngày đó sẽ mang quả lập tức à, đây là cái bổn phận sự của ngài và nhiệm vụ tới cái màn cuối này Ngài về để ngày độ chúng sanh quý vị có nhiều khi tôi đọc đến rồi tôi suy tư tôi nói ngài có làm điều chi nên tội với chúng sanh người ta có nói gì mình không mà mình lại chê trách người ta mình nói nặng nó nhẹ người ta rồi mình được cái gì hay là mình mang quả rồi ngài mang cái sứ mạng cái hoài bảo trong thân tôi chỉ mong ước sao để tôi đạt thành chánh quả để tôi đem cái chánh quả này Tự báo hiếu cho cha mẹ tôi để tôi gia hộ độ cho tất cả chúng sanh quý vị có thấy cái, cái ước nguyện này nó cao đẹp không nó trùng hợp với bổn sư thích ca muni không quý vị cái người xưa á, mà mình nguyện cái gì từ kiếp trước mình á mà chưa xong á, kiếp sau lại làm tiếp cái bổn nguyện này nó không sai quý vị quý vị cứ so sánh gì quý vị biết đó là cái bổn nguyện của ai và ai có thể hành được những cái bước chân của ngài và những cái hạnh nguyện của ngài và những cái 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 chuyện ngài hành đạo chỉ có Phật trở lại mới làm được quý vị ạ không bao giờ một người phàm nào có thể làm được chi tiết một bởi vì ngài đã buông bỏ rồi lấy giáo lý của thầy ra mà mình so thì thầy nói xã phú cầu bằng xã thân cầu đạo cái người này là quá tuyệt vời làm y như khu mẫu của thầy không cần danh lợi tình ngài đã chối bỏ dường như cái thân của ngài ngài đã bỏ luôn thì ngài đã hiểu được cái lý vô ngã của nhà phật mà thầy nói hãy tìm hiểu cái lý vô ngã của nhà phật cố gắng thi hành sẽ có thầy ủng hộ đấy mình đã đi về tới cái lý vô ngã là thân mình còn quên luôn tất cả vì mục tiêu vì muốn mình giác ngộ để đem cái điều giác ngộ của mình đem cái sự hiểu biết của mình để cống hiến cho toàn cả chúng sanh toàn cả thế giới là cái điều hạnh phúc nhất của Ngài. Tôi nguyện cầu ơn trên mười phương Phật luôn gia hộ độ cho Ngài có một cái sức khỏe, sức mạnh phi thường, một cái ý chí dược bực để Ngài hoàn thành cái tâm nguyện. Ngưỡng mong ơn trên cha mẹ thầy tổ luôn gia hộ độ cho Ngài con vô cùng ước nguyện và con cũng nguyện một ngày nào đó đủ duyên con sẽ được diện kiến ngài và con nguyện sẽ đi theo Ngài và trợ duyên cho Ngài con nguyện làm sứ giả. Con mong ước một ngày nào đó con sẽ làm tròn cái ước nguyện của mình. Con nguyện làm một bếp cơm không đồng để đem đến cái sự an lạc cho tất cả những người hành căn họ đang bị rất là vất vả quý vị ạ. À. Tôi thương những vị hành căn vô cùng bởi vì đây là duyên nghiệp của họ và cử quyền đang chuyển họ không làm được rồi không ăn ngủ được rồi nhà cửa không còn nợ nần chồng chất rồi mai này biết đi về đâu ra sao rồi biết mình tu có chứng đắc được hay không cho nên những nỗi niềm suy si tư ấy làm cho tôi vô cùng thổn thức và đau khổ tôi muốn làm sao để đem một cái niềm vui một miếng cơm nho nhỏ cho họ được một miếng cơm manh áo để che thân họ để cho họ hoàn mãn cái sự hành căn của họ để mà họ đem cái sự đắc đạo của họ được tới giai nào để họ về chợ giúp cho tất cả mọi người rồi một ngày kia nếu tôi làm thành cái sở nguyện của tôi và tôi nguyện sẽ đến bên sư minh tệ lúc ấy là sư minh tệ đã đạt thành sở nguyện rồi tôi nguyện theo làm sứ giả của ngài và ngài muốn gì ngài cần gì Tôi sẽ giúp cho ngài được tội nguyện để ngài đem cái sự hiểu biết của ngài, trí tệ của ngài để mà ngài cứu giúp cho tất cả chúng sanh muôn loài. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật nguyện cầu ơn trên chứng giám cho tất lòng thành của con để một ngày nào đó con sẽ được tội nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, dạ. cảm ơn chú bảy mà có một vị khán giả này chú bảy thắc mắc như thế này tại sao mà sư minh tệ đang hành theo giáo pháp của đức thích ca mâu ni từ phụ mà tại sao ngài nguyện thành đức phật a di đà đang độ chúng sanh trong cái thời mạt pháp này Thưa nam mô di đà phật bởi vì à, ngài muốn nói lên một cái giáo pháp á, à, đời mạt pháp này thì tất cả nó chỉ còn lại có chữ a di đà phật thôi gì ạ tôi không có nhớ tường tận được tôi chỉ nói lướt qua thôi cuối cùng tới uh, ngày cuối cùng á, là nó chỉ còn lại bị uh, ngày cuối cùng là không còn hành được cái gì nữa hết nó chỉ còn nam mô Di Đà Phật nam mô Di Đà Phật là đây là về đích cho nên ngài muốn nói cái chỗ này nè là quý vị sẽ đi về đích thành Phật Phật là hư không không cần phải biết tên Phật đó là ai Phật không muốn mình đặt tên đâu nhưng mà Ngài nói như vậy để Ngài chỉ điểm cho quý vị Hãy A-di-đà-phật đi, quý vị sẽ thành Phật A-di-đà-phật Tôi sẽ làm Phật A-di-đà-phật cho quý vị xem nè để Hãy xem này. đi một ngày nào đó, Ngài sẽ thành Phật Ngài nói những lời khẳng định như thế Nam-mô-di-đà-phật Dạ, thì có những cái người khán giả hỏi như thế này này chú Bảy ơi à, Phải nghèo là thiếu phước không? thì ví dụ như nếu mà mình muốn uh, được uh, phát tài hoặc là làm những cái việc gì mà nó trôi chảy á, thì uh, con mong chú bảy giao duyên cho những cái người đó để người ta biết người ta được uh, mau mau được uh, quá giải đó chú bảy rồi hôm nay uh, để hỏi câu này á, thì nó cũng nghiêng về qua lực cái nhân quả và yeah. mà thầy uh, nói là không làm phước thiện thì quả e đến mình Dạ. Yeah. Rồi à, mình tu mà mình không làm cho chúng dân nhờ thì tu hành như thế bao giờ mới nên. Hoặc là người xưa còn chẳng cần thân miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Quý vị thấy những cái lời văn của thầy nó rất là tuyệt vời mà để lại cho chúng ta, để chúng ta soi lại nỗi lòng chúng ta. Mà thầy chê cái chỗ là tu hành mà dĩ kỹ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm lưng. Tu mà mình cứ lo cho mình không à Tu mà mình muốn Đủ cái phương diện cho mình Để mình cho cái ấm thân mình Rồi mặc tình Ai nghèo, ai khổ, ai đói gì đó Kệ ai, đó là chuyện nhân quả của họ Không phải của tôi Như vậy là chưa phải là một nhà tu Một nhà tu chân chánh thì phải đầy lòng từ bi Đầy lòng bác ái và ban vui cứu khổ cho mọi người ấy mới thật sự là nhà tu chân chánh. Đó lướt qua thôi, tôi không có thể chỉ chi tiết mà quý vị cứ thấy người nào như thế là người đó mới thật sự là tu chân chánh. Dạ. Rồi, nam mô với đạo Phật. Dạ. Yeah. Thì sẵn đây có khán giả hỏi như thế này chú phải. Ví dụ như mình niệm Phật mà mình niệm lớn hoặc là niệm nhỏ thì niệm như thế nào là đúng? Và ví dụ như mình ngồi mình niệm hoặc là mình nằm mình niệm thì con mong chú bảy giao duyên cho mọi người nghe để hiểu về mấy cái chữ mình niệm phật á chú bảy rồi xin nói về pháp môn niệm phật để trở lại nữa nhưng nó chi tiết nó nhiều cái góc cạnh để mình nhìn về pháp môn tịnh độ lắm quý gì ạ? Dạ yeah. ví dụ như bây giờ để hỏi niệm lớn niệm nhỏ niệm thầm thì cái mình niệm lớn á để, để cái 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 âm thanh mình niệm đó để mình xua tan những cái tiếng gì đó nó xung quanh mình nó ồn ào quá mình niệm lớn hơn nó để rồi mình giữ cái tâm mình cho nó được trong chánh niệm rồi nếu mình niệm thầm á thì mình niệm mình giữ chánh niệm để làm sao cho nó vô đạt được chánh niệm cái niệm nào á nó cũng đem cho mình làm sao cho thân tâm mình nó được an lạc nó thường trụ rồi bây giờ nằm ngồi đi đứng, ngủ, mà cũng niệm thì như vậy cái nào đúng? Tức là cái đúng là do nơi cái chữ niệm Phật nó môi như đà Phật, nó cũng không phải là chữ này đúng mà nó cũng không phải là chữ này sai. Quý vị phải hiểu cái nghĩa là mình lấy cái câu niệm Phật để mình xua tan tất cả những cái vọng niệm khác của thế gian bởi vì trí mình không bao giờ nó ngừng nghĩ. Ví dụ như bây giờ tôi không niệm Phật mà tôi niệm Bổn Sư Thích Ca Hay là, là tôi niệm là Duy Trì Kim Mẫu Hay là tôi niệm ai đó cũng được Đức Ngọc Hoàng gì cũng được đúng không Thì cái tâm mình nó thanh tịnh Quý vị niệm ai nó cũng thanh tịnh Mà quý vị nó không thanh tịnh Cho dù quý vị niệm ai nó cũng không thanh tịnh Rồi bây giờ niệm đứng, niệm ngồi, niệm nằm, niệm đi Quý vị khi mà quý vị Cái tâm mình Mà nó đang vọng động Mình ngồi lại để mình quân tập lại thì mình niệm để cho nó vô một cái chánh niệm nó vô nhập định và nó đang vô trong chân không tâm mình đang cảm nhận được ngũ sắc dần chán mình đang nặng tức là mình đang vô rồi nó phóng xuống toàn thân mình vô toàn thân nó lung linh gọi là nó vô nhập định thì ấy là rất là tuyệt vời khi mình đã mỏi chân rồi mình buông ra mình xả mình đi thì mình đi nhưng mà cái thân tâm mình cái cái tâm trí mình á nó vẫn còn nhức nhức thì quý vị đi dần chán vẫn còn nghe nặng quý vị lại rằng mỏi quá quý vị lại rằng giọng nằm mà quý vị không có xả cái tâm xả cái thân thôi thì chán quý vị vẫn còn nghe nặng quý vị vẫn còn nghe nó nhức tâm vẫn còn nghe niệm tức là khi mình đã nhức tâm rồi quý vị đi cũng được mà đứng cũng được mà nằm cũng được mà ngồi cũng được cho nên cậu hai thanh sĩ mới chứng minh cho mình là đi đứng niệm di đà nằm ngồi chi lúc tử thức cũng tưởng a di ngủ cũng ghi sáu chữ nói cũng nhớ nam mô đính cũng ôn phận sự cực lạc cũng giảng sanh cứ hành y như thử ấy là qua pháp môn của cậu hai chỉ dẫn để cho chúng ta thấy ngủ mà vẫn niệm thật được như vậy ai có hành trì vô chỗ đó giống như sư minh tệ vậy người ta đang ngồi thiền để vô nhập định và đại định quý vị thấy lúc đó ngủ hay thức và lúc đó có niệm hay là không quý vị sẽ cảm nghĩ coi và nhớ lại Đức Bổn Sư Thích Ca muni Ni ngày xưa Ngài ngồi thiền Ngài có niệm Phật hay không Mà phải ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy Phật là phải trở về Trong chân không diệu hữu Phật là phải nhập định để biết Tất cả muôn loài dạng vật Và đang sống hừng hực trong thân tâm quý vị ạ à. Đấy mới gọi là Phật thì đó qua đôi điều của em hỏi thì tôi nói về cái pháp môn tịnh độ mình mình đọc lớn tiếng hay đọc nhỏ tiếng hay là mình đọc trong tâm cái chủ yếu là để cho mình trở về cái nhất tâm và cảm nhận được cái tâm mình nó về chân không diệu hữu ấy là được rồi cho nên thầy mới chỉ mình rằng hãy trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật và luôn quán chiếu thân tâm mình tức là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật tức là nó không dính một bụi trần nào rồi đường đạo đức bước đi từ nắc ngoại quan hình bất chấp kỳ hình hình thức của mọi người bên ngoài sống người đời là nó muôn hình dạng trạng không thể nào mình phải chi tiết họ đúng hay họ sai họ xấu hay họ đẹp họ trai họ gái chuyện đó của họ không có quan tâm gì đến người tu người tu là chỉ luôn luôn nhớ đến thân tâm mình động hay tịnh và luôn giữ cái chánh niệm để diệt cái tà niệm yeah. là người tu này đã đi về đích đó, nói như vậy để cho để hiểu khi người ta đã giữ cái chánh niệm rồi thì cái người đi kế bên này hỏi người đó là ai dạ thưa tôi cũng không biết người đó là ai tôi cũng không cần quan tâm người đó là ai có vậy đó dạ yeah. thì uh, có một cái vị khán giả hỏi uh, như vậy là chú bảy ơi thì uh, có một cái người đó mà người ta cũng uh, ngày thường ngày đó là cũng ngồi thiền nói chung là cũng niệm phật nhưng mà đã ngồi rất là lâu rồi mà cũng chưa có ngộ ra là cũng khoảng uh, nhiều năm thì uh, cũng chưa có đạt được cái gì thì con cũng mong uh, chú bảy giao viên chỉ điểm cho một cái vị khán giả đó để uh, mau đạt được cái quả cho uh, chú bảy và đấy tôi nói lên cho quý vị không phải ngồi niệm phật là mọi người ai cũng niệm đâu thấy ngồi làm thinh yeah. tưởng đâu người đó đang đang vô nhập định tưởng đâu người đó nằm niệm phật nhưng thật sự rằng mình đang ngồi tâm mình nó đang vọng động là một mình đang ngồi những kiếp xưa đang về chụp mình và người ta ngồi không chơi à để người ta quán chiếu thôi chứ người ta không niệm phật tức là ngồi không vậy đó để quán chiếu về công việc này công việc nọ cho tận cùng nó như thế nào rồi cũng cuối cùng nó cũng không đi về đâu cái mục tiêu á mình ngồi niệm phật để ngủ sắc đưa về để nó giải trừ cái cái quan gia trái chủ của mình giải trừ được nghiệp chướng ví dụ tôi nói một con gà một con heo một con chó một con cá mình đã giết nó nó là một con vật nó đeo bám mình nó không có trí tệ để suy nghĩ một việc gì hôm nay chúng ta đã niệm phật đã nhập định rồi Chúng ta được chủ nhân ông về Thì ngũ sắc đang phóng về thân mình Và cái con cá Nó sẽ được nhận cái ngũ sắc này Và cái ngũ sắc này nó có một cái công năng quyền diệu Là nó ban vui Cứu khổ từ con cá Nó sẽ quá thân vì nó có một cái thần lực Nó nhận được rồi nó có một cái thần lực Nó từ một tuổi Là nó nằm nhỏ trong thân mình Ở dưới chân và từ từ nó hai tuổi Ba tuổi nó lớn lên đến 10 tuổi Là nó quá cái nguyên hình trong thân mình Là một con gà nó trở thành một con người rồi Và nó sống một thời gian, một chu kỳ Nó một hai tháng Thì nó hiểu biết được chân lý Bởi vì do nên mình tu tập Mình tu thì nó mới tu Mình hiểu tức là nó đã hiểu Và nó hiểu rồi Thì nó nguyện thôi thấy thân này tu rồi Tôi rời bỏ thân này để tới cái cái số khác giống như xe mà nằm tài vậy đó Cái số 10 này tới giờ ra đi Và số 9 sẽ bước lên số 10 Nói gì cho quý vị biết Đây là những cái công việc mà tôi đi dẫn đi để giải căn đó thì tất cả những quan gia trái chủ đó họ về họ kể lại cho tôi nghe tường thực lại cho tôi nghe như vậy và tôi giải căn thì chung chung điệp điệp họ về họ kể những câu chuyện ngày xưa với chủ nhân này giết tôi như thế nào đủ thứ cách đấy tôi chỉ tường thực đại để cho quý vị nắm biết như vậy thôi dạ yeah thì chú bảy ơi thì có khán giả hỏi gì nè thì trong uh, tất cả các tháng thì cái tháng uh, tháng 7 này nè thì uh, có người thì nói là nên là báo hiếu uh, cho ơn tròn uh, với cha mẹ có người thì nói là nên đi uh, chùa để cúng giường và cúng uh, sao giải hạn thì con mong uh, chú bảy khuyên mọi người và có cái lời nào để nói cho mọi người nghe là uh, việc mà mình lễ phép với cha ông bà cha mẹ là báo hiếu nè và cái việc mà cúng chùa thì mong chú bảy giao duyên với mấy anh em tụi con. Dạ. Nói ngay mình nói đến đây thì dạ. mình nói dù cúng chùa nó cũng không phải là sai, Dạ mà nó cũng không phải là đúng. Vì cái chuyện mình không hiểu cái việc gì mà mình làm mà mình không hiểu thì nó sẽ sai. Dạ. Còn việc làm gì mà mình hiểu rõ ràng ví dụ như ông chủ chùa, chùa này ông tu ông rất là thật mình phải tìm hiểu ông chủ chùa, chùa này ông đang cần cái gì cái mái chùa tôi nó đang dột nát nó không có ai để mà trợ giúp cho tôi để mà tôi tu bổ lợi để mà sửa chữa lại cho cái ngôi chánh điện nó được đừng có dột mưa nó ướt tôi rất là đau lòng những nhà sư đâu có làm gì ra tiền quý vị thì cái điều này quý vị làm cái điều này là công đức quý vị vô biên nếu một nhà sư tu chân chánh còn nếu một nhà sư mà tu không chân chánh thì quý vị càng giúp là quý vị lại tiếp giáo cho giặc quý vị không có mà quý vị lại còn cộng sự quý vị mang thêm mang thêm một cái nghiệp chứ đừng có nghĩ rằng là mình tu rồi ai cũng có phước rồi quý vị một nhà sư mình tu bao nhiêu năm là mình sẽ có phước rồi nhưng hôm nay mình nhận tiền của chúng sanh Mà mình đi làm một cái việc đúng Thì cái phước đức đó nó được nhân lên Bởi vì người ta mượn mình là một nhà sư chân chánh Mượn qua tay mình, mượn cái uy tín của mình Để đem sự làm của mình, sự hiểu biết của mình là Nó thông thái hơn mọi người, người ta không tu, người ta không hiểu Rồi mình tu, mình sẽ hiểu, mình làm những điều đúng Để cho cái người cúng dường đó, người ta được tăng thêm phần công đức Đằng này mình không làm Nhưng mà mình lại đem để xài riêng cho mình Tức là cái đồng tiền người ta cúng Là người ta mong rằng người ta có phước Hôm nay mình lại xài cái đồng tiền đó Tức là người ta đem cái tiền Người ta giết gà, giết dịch Người ta mua cá, người ta làm bản hàng, người ta làm đồ tể Là cái tiền này nó rất là ác Mà người ta đưa cho mình thì tức là người ta sẽ lấy cái phước của mình Và mình nhận cái ác của họ Thì mình ở đó mình trả ba trận đi Còn họ sẽ được cái phước của mình Mà mình dạ. làm nhiều ngày vậy Thì mình biết mình sẽ ra sao rồi Cái người cúng nó ra sao Chỉ đôi điều như vậy thôi Rồi đó là lực nhân quả mà dạ. Người ta sẽ đánh đổi Rồi cái sự cúng dường Mà mình cúng dường á Tức là mình phải um, nhìn kỹ Cái người đó Đang làm cái gì và đem cái lợi ích đó nó nhằm mục tiêu nào bởi vì mình mình cúng á mỗi cái á, cũng đều có cái công đức của nó ví dụ như mình nhị đức háo sanh mình muốn cái mạng sống của mình được trường thọ thì mình phóng sanh nhưng phóng sanh phải bằng như thế nào thì nó mới được cái phước à đó là cái điều mà mình phải hiểu tức là một con vật nó bị bắt mình không có đặt trước dù bây giờ mình mình lại mình mua cá đằng phóng xanh yeah. mà mình đặt cái chủ nhân đó ngày mơi ông bắt cho tôi một tấn nha tức là tôi suối ông rồi đó tôi đem tiền tôi suối ông làm mát rồi đó còn bây giờ mình phóng xanh mình lên mình gặp cái gỗ cá này tôi không có đặt nhưng mà tôi thấy gỗ cá này cái bọc ếch này tôi tội nghiệp nó quá tại sao bao nhiêu người đi ngang mà nó lại không có nhảy lên nó không có phóng ra mà tôi đi đến đây sáu con ếch nó phóng nhào ra tôi tội nghiệp nó quá thôi mua sáu con ếch này thả đi đây là cái nhân viên một cái linh hồn của những con ếch này nó có nhân viên sâu với mình nó muốn mình một cái điều gì đó nhưng nó nói không được thôi thì mình thả nó ra đấy là công đức mình vô biên à, mình phải hiểu cái nghĩa phóng sanh là như vậy mình dĩ đức háo sanh là phải cho đúng chỗ đúng nơi chứ không phải đi mà đặt người ta rồi mình đi nguyên cái ghe rồi cái mình mua dài tấn cá mình phải đặt người ta mới đủ cho lên chợ làm sao có rồi như vậy thì vô tình mình làm chuyện này nó không có đúng ý nghĩa rồi bây giờ ví dụ mình thả chim là có phước nhưng mình tiếp tay cho cái thằng bắt chim bây giờ bữa nay nó bán mình nó được 2 triệu ngày mai nó làm nữa cho làm gì nó ngừng được bây giờ anh bắt chim không có một người nào mua ngày mai anh có hành nghề nữa không bán bán chim không có ai mua cho người thôi mở lòng thả luôn vậy nó cũng có phước mình cũng có phước dạ. mình chỉ thương xót cho những con đó thôi rồi mình không thể không thể tiếp tay cho người này làm má à. rồi. rồi tôi chỉ ý kiến đôi điều về dạ. cái câu chuyện mình bố thí bố thí là bố thí uh, tài rồi bố thí vật bố thí pháp dạ. và vô quý thí thì dạ. tùy duyên của mỗi người hết thì à, như vậy nè chú bảy thì chú bảy nói rất là à, à, con kháng khát phục chú bảy á, tại vì á, có nhầm người người ta bố thí á, thì càng ngày người ta được càng phước còn có nhầm người người ta bố thí á, càng ngày người ta càng đi xuống à, coi như là địa ngục luôn tại vì mình làm những cái chuyện sai quấy nó không có đúng với à, đạo lý mình tiếp tay với người ta dạ yeah. à, chú bảy ơi thì à, như vậy nè thì hiện nay á, là có một cái số người á, người ta không có tin tưởng phật pháp thì người ta cũng chưa có hiểu về vấn đề này nè, ví dụ người ta nói là cái này ví dụ như một cái bức tượng đi mà thì người ta đã tô và sơn phết những cái hình màu này kia đó thì ta nói là phạt này phật kia thì có người ta nói là cái này là không có phải cái này là chỉ là hình tượng xi măng nếu mà theo chú bảy nói những người đó nói vậy là người ta có bị tội không chú bảy? người ta nói đúng không phải nói sai và nói cho em biết là cái thờ tượng thờ cốt thờ hình yeah. mình nghĩ đúng là nó đúng Mà mình nghĩ sai là nó sai Tức là mình lấy sự để diễn lý Ví dụ như bây giờ tôi thờ bức tượng mẹ quan âm Thì quý vị vừa nhìn là quý vị sẽ biết bức tượng mẹ quan âm rồi Quý vị sẽ cảm nhận trong thân tâm quý vị là Con đang đảnh lễ mẹ quan âm Như vậy cái tâm mình biết hay cái tượng đó biết Cái tâm mình đang biết Tôi đang đảnh lễ mẹ quan âm Và mình đang nguyện Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quang Thế Âm Bồ Tát Thấy chưa? Mình trở ừ. về nội tâm mình Tâm tích Phật, lòng thành có Phật Bây giờ chỗ đó một bức tượng cũng được Một tấm ảnh cũng được Nhưng mà mẹ quan âm là tôi nguyện mẹ quan âm Rồi bây giờ lại đằng đẳng là à, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thì tôi đang phóng có tâm về bổn sư Thích Ca Mâu Ni Tôi đang nguyện với bổn sư Thích Ca Mâu Ni cho dù ở đằng đẳng là cái gốc cây người ta đang tượng hoặc là một cái cục đất người ta đang nắng hoặc là một cái xi măng người ta đang đắp dạ. Yeah. nhưng mà mình lấy cái có để trở về cái chân không nhưng mình nói đây giả mình kê là mình đập là tâm mình đang phỉ bán phật pháp tuy gần không có nhưng mình đụng vô là mình dướng liền dạ. Yeah. là bởi vì mình đang mình đang coi phật không ra gì thật là hư không Phật đâu có làm gì mình mà mắc mớ gì mình mình lại đập người ta ngày xưa đó à, lừa vua lương võ đế đó đi ngoài đồng gặp cái tượng phật rồi như vậy á ổng thấy phật ở ngoài nắng thương tiếc quá tội nghiệp quá mà cái tượng nó bằng bằng xi si măng mà nhưng mà ổng lại thương phật nên ổng lấy cái nón lá Ông đội lên cái nhân viên ấy ổng thương phật mà đây là bức tượng quý vị à. Nhưng mà kiếp sau Ông sẽ được làm vua Quý vị thấy cái nhân duyên không dạ. Yeah. Nó nó di diệu lắm Nếu mà ai mà à, Trong cái cái lực nhân quả đó, Ai mà mình Tạc lên cái bức tượng Để cho mọi người chiêm ngưỡng Để mọi người trở về nội tâm mình Mà đảnh lễ thì người đó công đức vô biên cho nên bây giờ người ta nghe vậy cho nên người ta rất là tạc tượng nhiều người ta thờ rất là nhiều để cái tượng mình được nhiều người đảnh lễ nhiều người chim bái thì cái người thờ đó họ cũng được có cái phước dạ. vì họ đem Phật lại cho mọi người kính lễ để họ trở về nội tâm họ tưởng nhớ Phật dạ. rồi thì nói cái công đức như vậy thoáng qua để cho quý vị thấy trần gian là giả tạm tất cả đều phần không nhưng mà mình lấy cái có Dĩ quyển là có để độ cái chân thế dạ. thôi hãy trở về chân tâm mình là Phật ở trong tâm dạ yeah. right. con uh, cũng rất là cảm ơn chú bảy thì có uh, hiện nay uh, là có cái này nè nói chung ra uh, bây giờ uh, cũng mong chú bảy giao duyên ha thì uh, có một cái vị khán giả nói gì nè hiện nay là có rất là nhiều người người ta làm những cái hình tượng của sư minh tại á yeah. thì, uh, thì nếu mà theo uh, giống như cái người lớn tuổi người ta nói gì nè thì uh, sư minh tại thì cũng uh, còn nhỏ tuổi mà nếu mà làm hình mà lên mà thờ cúng như vậy á uh, mà nhiều khi đánh lễ mà quỳ có quỳ lại luôn thì như vậy là có bị tội gì không và có ảnh hưởng gì đến mọi người không chú bảy à, nói chung á là mình dạ. nghĩ cho xa Sao mình không nghĩ ngày mai này là sư binh tệ được thành phật dạ. hôm nay á tôi quay phim để làm tài liệu để một ngày mai này là một di sản văn hóa để cho tất cả chúng sanh đều hiểu cái lúc ấy ngài là một người bình thường như thế này là lần lần ngài sẽ tu đắc quả như thế ấy, ngài vượt qua từng cái chi tiết. Thì cái cuồng phim này là một cái món quà vô giá cho chúng sanh. Hôm nay cái bức tượng làm đây để cho cái thời son trẻ của ngài nó như thế để làm kỷ niệm lợi ngày mai này ngài thành Phật. Thì đấy để cho chúng ta nhắc nhở lại chuyện xưa. Thấy không? Thì nó hay quá, có gì đâu mà mình phải Nghĩ một cái xa dời để rồi Cái người mà người ta đã làm nên bức tượng ấy Vì người ta quá ngưỡng mộ Thì ông ngưỡng mộ ai thì ông được quyền làm người nấy Người khác đừng có phê bình rằng đúng hay sai Đúng hay sai chuyện của thiên hạ Không phải của mình Mọi sự việc trên đời này Ai muốn làm cái gì thì làm Mà người ta nghĩ đúng là đúng Mà người ta mình lại mình nghĩ sai là sai Cái nhà người ta xây rất là đẹp mà bây giờ người ta có tiền tỷ rồi người ta không phái cái kiểu này nữa ta đập bỏ mình ông này phung phí nhưng mà cái chuyện của người ta làm người ta thích cái kiểu khác đập nhà bỏ chơi mua cái khác làm cái khác cái xe đang chạy ngon lành đập bỏ chơi mua xe khác như người ta giữ được quyền người ta làm vậy mình thấy người ta sai nhưng mà chuyện của người ta người ta làm người ta biết mình bình luận người ta để tâm mình nhiều chuyện không có thanh tịnh không ích lợi gì đó chính là mình sai rồi dạ thì yeah, con cũng rất là biết ơn cái câu trả lời của chú bảy con nghe cũng đã được giải bài thì sẵn đây quý vị ơi thì chú bảy nói ý kiến rất là hay thì mong quý vị cứ lên bình luận coi coi như thế nào mong quý vị gieo duyên với chú bảy và yeah, thì cuối chương trình là chú bảy có lời nào nhắn với cộng đồng không chú bảy dạ yeah. à, cuối chương trình tôi cũng như thường lệ cũng hưởng mong ơn trên cha mẹ thầy tổ luôn gia hộ độ quý vị có một tinh thần ủng hộ Phật pháp, có tinh thần ủng hộ giáo pháp để mà quý vị luôn trở về nội tâm mình để cố gắng tu tập để giải trừ nghiệp chướng để mà cứu cửa quyền thất tổ. Nếu ai mà có những điều gì thắc mắc thì hãy liên hệ với tôi số điện thoại của tôi là 036 346 4441 Tôi luôn hết mình để trợ duyên và chỉ dẫn cho quý vị những điều quý vị chưa hiểu biết về Phật Pháp Còn về đường đời thì xin thưa với quý vị tôi có biết tôi cũng không có biết tôi chỉ chia sẻ về Phật pháp thôi nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô a di đà Phật